Vách mặt dựng thường được sử dụng trong các tòa nhà, văn phòng hay trung tâm thương mại, làm tăng được độ thẩm mỹ, sự hiện đại và phong cách của căn nhà. Thông thường, vách mặt dựng sẽ được sử dụng kính cường lực. Đây là loại kính có độ bền và khả năng chịu lực cao. Tuy nhiên, nhìn chung đây cũng là sản phẩm được làm từ kính. Vì vậy, nếu có ngoại lực lớn tác động vào, chúng ta cũng sẽ không tránh khỏi việc bị rạn, nứt hay vỡ kính. Nếu gặp tình trạng này, nó sẽ gây ra rất nhiều nguy hiểm cho mọi người. Bởi vách mặt dựng thường được sử dụng ở nơi đông người. Nó là phần vách với diện tích lớn. Nếu không được khắc phục, có thể nó bị đổ vỡ gây ảnh hưởng xấu đến nhiều người. Trong tình hình này, bạn cần liên hệ ngay với dịch vụ sửa chữa mặt dựng kính cường lực để được khắc phục nhanh chóng, đồng thời đảm bảo được an toàn cho người sử dụng. Mời bạn xem qua quá trình sửa chữa, thay thế vách mặt dựng kính cường lực của đội thợ chúng tôi như thế nào nhé. Tasona tự tin là đơn vị đem đến cho khách hàng sự hài lòng nhất, đáp ứng được những yêu cầu từ khách hàng dù là yêu cầu khó, hoạt động lâu năm trong ngành, do đó có thể giải quyết được tất cả các lỗi mà vách mặt dựng kính gặp phải một cách nhanh chóng. Có cơ sở vật chất hiện đại, chúng tôi luôn cập nhật những máy móc tiến tiến và hiện đại nhất. Nó giúp cho việc sửa chữa trở nên dễ dàng và nhanh hơn. Với hệ thống thiết bị chuyên dụng đầy đủ, chúng tôi cam kết phục vụ quý khách hàng dịch vụ sửa vách kính cường lực tại Hà Nội trong thời gian nhanh nhất. Nhân viên tư vấn nhiệt tình, luôn giúp khách hàng giải đáp được thắc mắc cụ thể và dễ hiểu. Chế độ bảo hành rõ ràng, an toàn. Có hợp đồng làm việc cụ thể, bàn giao công trình đúng với tiến độ với những gì đã ký kết. Mức giá được báo trước, cụ thể và chi tiết trong hợp đồng. Nếu bạn đang tìm cho mình địa chỉ sửa chữa vách mặt dựng, hãy gọi cho chúng tôi qua số hotline 0968 720 135 để được tư vấn và hỗ trợ nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.